Hey, mẹ chào mấy con. Mẹ đang lai, ôi mấy đứa thương ghê. Họ hỏi có họ hỏi chị đang lái đâu kìa. Mẹ đang lai ở phòng răng mấy con. Ừ, À mấy nay mưa bão nhưng mà đỡ một cái cũng khách nhiều. Ừ, mẹ giờ mẹ chuẩn bị đi làm mấy cái dự án mới. có hỏi ba đâu kìa. Ba đi cầu. Ủa bạn không, ba đi mắc làm dự án. Trời, trợ lý này cũng được, mai tao đuổi mày. Thường ghê không, Thương trời bộ cưng. khen quá trời, khen nè, À khen chị đẹp kìa. Ủa trời hai ơi, da chị đẹp đó. Ủa cái mỏ mới làm hả? mới làm môi. Ủa biết nhiêu không mấy con? Ủa mẹ là tiền tỷ mà. Mẹ làm môi sương sương có Da ba ba mẹ đẹp trăm. quá trời luôn á. Mẹ xưa giờ mẹ không có biết xấu. Atifan vô kìa, Atifan vô Vậy kìa, vậy 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 Atifan vô vậy kìa. đâu 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 vậy à, nghe nói lợn tai xanh được chị suối đi đầu răng chị Hồng Loan hả? Ấy con nào nói mày nói Nè, hả? thấy không? Ông nè 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 ngậm mà đứa ngậm má đứa ngậm nào má. nói tụi bay ngậm ngậm, ngậm máu phun người hả? Hả đứa nào thằng nào con nào tao nói hồi nào. Ngậm máu độc á thì nuốt vô luôn máu độc luôn Ừ, đi nha, chứ đừng có nói người ta. Trời ơi, tụi kỳ bay quá, kỳ quá chị, tự nhiên chị mình không có làm mà tự nhiên ta nói mình làm kìa chị. Chị tao giải thích nói đi cho tụi bay chị. nghe nè. Tôi nghe nè, tụi bay lắng Chị cái giải lỗ thích tai, nghe đây chị. lắng cái lỗ tai cây tụi bay nghe cho tao nè. Tao với con lợn tai xanh á là không có quen biết nghe chưa? Đó, như tao nói cho mày nghe, nhà nó bên quận tư chứ đâu. Ủa không có, không có. Mẹ lộn. Nhà nó không phải bên quận tư. Lộn rồi sao? Thôi kệ đi, không sao đâu. Ủa, mà thôi kệ đi. Mà Thì nói thẳng mình ra sai đi. là cũng tại vì hồi lúc trước là chị với nó cũng 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 xích mích với nhau mà. Chuyện hồi sửa sửa năm xưa Nhưng mà đó. mẹ nói mấy con nghe vậy nè, mẹ không có đồ găng Hồng Loan nào đâu. Có không, có không mẹ? Không có đâu. Mẹ có nhắn tin riêng cho nó không? Có. Ủa, không, nhỏ này mẹ tao đuổi mày. Không có, để mẹ kể cho nghe vậy nè. Kiểu như hổng về mẹ bán ế quá. Rồi Ừ, sao? với hai bàn thợ chuẩn bị nó đi thi với Cần Thơ. Nó hút mẹ hết mớ, mẹ Tính không tiền. ông Giờ tính mẹ mua giải phải không mẹ? mua giải nhưng mà giờ đâu còn tiền đâu À cho đó. nên giờ mẹ 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 có nhắn tin riêng phải không? Mẹ có chỉ thị phải không? Nó nhỏ nhỏ mà nội, nó bự cho ta biết hay chi vậy? Mẹ có chỉ thị phải không? Mẹ nói lén cho con nghe đi là mẹ có nhắn tin riêng cho chị lợn tay xanh. Không à, Không có không? mẹ không có nhắn, nhưng mà mẹ mẹ có sai lính qua kêu. Có nghĩa là như vậy nè, hôm mẹ đã là mẹ nói á, là hổm gà mẹ đang ế cái phòng răng đó. Ế Rồi nếu các con biết sao không, sao lúc gàng hai bàn thợ nó hút mẹ hút quá, quá mẹ hết tiền rồi, bây giờ mẹ mới mới kêu kêu đồ răng. Giờ nhục ông không cả mẹ, nha, nhục không mẹ, mẹ đòi găng lại mẹ, nhục không mắc mẹ? gì nhục, trời ơi mẹ còn gì đâu nhục, trời ơi mày nói chuyện mắc cười đó. Ừ, Vậy là rồi đồn, người ta đồn là có hả mẹ? không không có Không có hả? không có nhưng tao sai lính tao qua. Được. À, lính của mẹ có hợp đồng, ký hợp đồng hả có có mẹ? rồi quý bà con, vậy đó quý bà con, vợ chồng tâm phát. Xin kính chào tất cả quý bà con, rất vui được gặp lại quý bà con cô bác mình trong cái video mới nhất ngày hôm nay. Thì vừa rồi đó thì hai vợ chồng em cũng như là thuật lại cái đoạn live mới nhất của con Le Le, nó đáp trả lại cái vụ việc mà Đòi răng. đòi răng đó quý bà con. Thì tương tự như vậy đó, Tức bây giờ là đang live, giống như đang live, giống như đó mình đó đó đang live đang cái live phòng vậy luôn. răng, khoe phòng răng là đông khách gì đó. Đó Có một số Atifan, gọi ừ. là Atifan lên hỏi là chị có vụ đòi răng là sao Ừ. chị? Chị có hay không chị? Cái bảo chị le lem đó. Không nha, chừng nào chính miệng tôi nói, mấy mọi người xô cái poster ra đi, giống như Đấy, là số bằng chứng. bằng chứng ra Ừ. đi, là ghi âm hay là Ừ. cái gì mà Đó. tôi nói á. Chứ trời ơi, người ta là miệng của người ta chứ miệng của tôi ha, là tôi đâu thể nào mà cấm cái miệng của người ta được, đúng không? Nhân viên của tôi là có ký hợp đồng đàng hoàng Ừ. và làm việc thì là ví dụ như làm trong phòng răng là quy định như vậy như vậy Ừ. vậy nếu mà làm sai á trong phòng răng thì tôi còn đổi việc, chứ ngoài giờ thì họ làm gì họ làm bằng miệng của họ, làm sao tôi cấm được? Giống như anh mới vô YouTuber đó muốn tạo drama gì đó là chuyện của họ, chứ tôi làm sao tôi cấm được họ? Tôi làm gì có quyền lực mà tôi cấm được họ? Tôi làm gì có tiền mà để mà tôi sai khiến họ để làm những cái chuyện như vậy? Không, tiền để tôi làm từ thiện, để làm từ thiện nha. Rồi xong rồi đó. Vậy tôi mấy tôi đi vô luôn nha. Bà ngồi bà nói mình bà luôn Không, tôi nghe tôi đi. thấm quá. Họ nghe Bức xúc với chị bà le con. le Ừ, nói bức phân xúc. mà. Ồ, nhiều khi là mình trách lầm nha, chị Lê không có đòi đâu nha. Quý con này này thấy le le quất cái mỏ đẹp không? Trời ơi, hồi nãy kêu quýnh nhỏ nhỏ thôi nó quất một cái mụn rồi banh chành luôn cái miệng. Ê, cái này Thì là ông quýnh nha, ông nói thôi tôi ăn. nói nào ngay quý bà con, thì nếu mà quý bà con cô bác mình đã coi cái đoạn live của con le le, em nói thật với quý bà con, đúng là kêu bằng mình giờ mình dám chơi á thì mình dám nhận đi chị le.
chứ chị đừng có tào lao. Trời ơi, cái chiêu của chị xài hoài ai không biết. Bây giờ chị nói cái vụ á, ngày xưa nghe, từ đó giờ á, à, le le nghe, cho quà là không biết đòi, không biết đòi, không biết đòi, mà mắc cái gì cái bà Tiết Giao ở dưới An Giang đó, cái vụ mà Lương Hải Dương đó quý bà con mình biết mà đúng không, mắc cái gì mà người ta phải lên trên video người ta đi trả gan lại là sao? Nếu mà thì nếu... chị đâu có mở miệng chị đòi đâu, chị chơi lính chị không mà chơi cái chiêu mà gấp, bà nói gì gấp lửa bỏ tay người không à? Cái chuyện có người, có một người là người ta nói là anti-fan đó nha. Giống như đó chị ơi, có một cái cô mà lớn tuổi đăng lên TikTok là nói chị đòi răng, lớn tuổi, lớn tuổi nghe không, lớn tuổi đang đó. Nói má từ á, nói thẳng đi má từ đó, cái nói má từ á lớn rồi, đầu hai thứ tóc rồi, cái gì có thì nó không có thì thôi, đừng có là gì gấp lửa bỏ tay người nha, mình lớn tuổi rồi nha, mình ăn nói cho đàng hoàng chút xíu để con cháu nó nể mình nha, nói là nói vậy đó. Con le le đó quý bà con, em nói thật với quý bà con, chuyến này là nó mệt đó. Quý bà con mình biết tại sao, tại sao mà tự nhiên bây giờ nó lên nó phản biện lại là nó cho rằng, nó cho rằng nó không phải là cái người mà đòi không quý bà con. Sao? Bà biết sao không? Sao? Tôi nghe một số thông tin cho rằng á, cái bà vợ cả, cái bà mà vợ cả của cái ông A đó, thì cái ông A này là chồng cũ của le le. Quý vị còn thấy mỏ anh đẹp không? Chồng cũ của Le. Thì kệ mình nói chuyện, mình phải phô trương cái mỏ giống Le Le mà. Mà để tôi dẹo một chút coi. Thì bà, quý bà con cô bác mình có biết á, cái phòng khám mà răng hiện tại bây hai giờ đó, hai ba phòng không phải con Le Le nó đứng tên. Đúng chưa? Nếu mà con Le Le nó đứng tên, em nói thật với quý bà con á, nó xô ra những cái giấy tờ mà nó đứng tên đi. Có, đây có một đoạn like, đang like luôn hồi sáng em là có những người nói chị ơi cẩn thận cái phòng răng coi chừng chị bị sờ. Nói, trời ơi tôi làm đàng hoàng mà, tôi làm có pháp lực thừa nhận đó. Mà không có ai sờ được tôi đâu, không để về pháp lực không có biết cái chuyện đúng hay sai đúng không? Nói chuyện mắc cười đúng hay sai mới chịu. Cái phòng răng của tôi là chuẩn ok le, được giấy tờ thừa nhận là vậy đó. Để em nói tiếp cái câu chuyện của em cho quý bà con nghe nè. Có nghĩa là những cái phòng răng của Le Le đó, đúng, trên danh nghĩa nó nói là chủ cả đúng không? Đúng. Nhưng mà không phải. Những cái mặt giấy tờ á là do cái bà vợ lớn của ông A đó đứng tên. Rồi. Con Le Le nó chỉ qua là y chang như cái người đại diện hoặc là cái người quản lý luôn tất cả những cái hàm răng đó. Đúng, đúng rồi. Chưa quý bà con? Mà mấy ngày hôm nay cái vụ mà răng đòi tới đòi lui nè, nó đã tới cái tay, tại người chạy nước miếng của mình nổi. Nó đã tới cái tay của bà lớn á. Đúng. Bắt đầu bà lớn đã có cái gì đó nói nhắc hay nhẹ, là nhắc nhẹ cho con này nè. Nó mới lên bắt đầu nó biện minh, nó chối, nó nói nó không có. Trời ơi quý bà con mình chứ. Mà cái... theo cái nết của Le Le thì bà con nghĩ là bà có đòi hay không mà bà con, đúng không? Nó đó mà nó không nếu đòi. Nếu mà không có đòi giống như là tên mạng, bà có coi mà, bà nói bà nước hết, bà biết là ai sao trơn. Thì nếu không có thì mình nói là tôi không có đòi răng của Hồng Loan. Cái chuyện này là tôi không có liên quan. Tôi với Hồng Loan không có liên quan tới nha. Có cái nói gì nữa, tôi với anh hai bạn thợ rời xa cái vùng phủ sống này rất là nhiều lâu rồi, mà cái chuyện gì cũng đổ thừa cho vợ chồng tôi sai bảo dung tiền ra để nói tôi đã rời xa rồi cái vùng phủ sống đó rồi, mà tại sao cứ nhắc tới tên tôi hoài, khổ ghê, mệt ghê vậy đó. Quý bà con mình thấy tự nhiên hồi sáng này nè, em hai chồng em coi cái like của Le Le, tự nhiên em cảm giác như Le Le hiền ghê trời. Le Le hiền hụt dễ thương, trời đất ơi không có đâu, nó bị bà cả chửi chắc một chập rồi đó nên nó mới như vậy á, và nó cũng kiểu như bây giờ nó đâu dám chửi nữa. Đúng rồi, đâu dám chửi, cũng nói thật không nha, không dám chửi đâu. Có nghĩa là vậy nè, tôi bà để ý không đó. Cái lúc á Le Le đang like á, người ta khen á, mặt Le Le cười tươi còn lúc không like vậy nè, tới chừng ha, vậy nè anti fan mà vô một cái mặt của nó, em nói thật quý con, nó đỏ bần lên vậy nè, bắt đầu dọn cái mỏ lên chửi người ta ha anh, cái gì máy giật, máy giật có ngậm ấy không ngừng, ngậm siro không ngừng, ngậm siro độc á thì nuốt cho luôn đi nha. Đó, nó nói rồi kêu người ta hả, được thì đăng xuất luôn đi. Trời đất ơi, khi người ta đăng xuất luôn đi, đừng có sống trên đây sống giấc dơ giấc dưỡng mà cái cào bàn phím như vậy nữa. Trời ơi chửi một cái cô gì đó không biết nữa mà chửi người ta rất là thậm quý bà con mình biết không, mắc chữ lắm mà không có dám mà nói nặng, mà kiểu dùng những cái từ mà hơi né né ra đó. Chứ cái tính của Le Le quý bà con mình thừa biết rồi. Con cối khi người ta gọi là nếu mà ngậm là siro độc luôn á thì nuốt cái tâm hồn luôn đi, mà có đăng sức được hiểu đăng sức luôn đi, rồi cười hả hả với cái bạn trợ lý sát bên luôn. Mà em nói thật với quý bà con nè, qua cái đoạn live stream này nữa nè, con Le Le đó
nó đã bán đứng luôn cái lính ruột của nó, đó chính là con lợn tai xanh. Ê, còn nói gì nữa? À, trời ơi, tôi thấy cái bà đó, bà lợn tai xanh đó. Trời ơi, tôi thấy cái bà đó tôi sợ rồi. Trời ơi, cái tướng vạn vỡ như vậy nè. Tôi thấy là tôi sợ, tôi vậy chứ mong manh yếu đuối vậy vợ còn, lắm. Còn nói gì? Không quen không biết nhưng mà biết ta nhà quận tư. À rồi đó. Tôi cũng có lướt tôi nói là bà và hồi lúc trước hồi xưa là bà cũng có chửi tôi đó nha, bà cũng đã chửi tôi rồi đó nha, nhưng mà bây giờ hiện tại bây giờ bà không có chửi tôi, tại vì tôi hiền lành, tôi nam mô a di đà bà gì nè, cho nên là bà không có chửi tôi. Mà bà không có chửi tôi thì mọi người nói là à, tôi với bà có quen biết với nhau, là có cấu kết, có qua lại tiền bạc với nhau, chứ tôi đâu có biết bà đâu. Tôi không có biết bà đâu, trời ơi, Lê hiền. mắc hiền lắm. Chuẩn bị nè, chị Le nhớ cái lời thề của chị Le, em đang còn ghi trong tờ giấy để trong phòng em á. Bữa nay em quay cho chị Le coi, chị Le thề gì? Dạ. Chị Le nói là, Le thề là kêu bằng ra đường á, container mà lội 20 feet á, nó hung Le Le là cán kêu bằng, cán cái bịch, cái là Le Le như cái bịch xốp mà bể cái bấm vậy đó, trời đất ơi. Xì hơi đó, Le ơi, chị Le. Em nói thật chị Le nè, cái đờ drama này nó tâm linh lắm. Đúng rồi. Chị Le chuẩn bị nha. Ví dụ như lỡ có gì ghi chút sẵn đi. Mà tôi cũng biết có gì có chị tài Le sản nói không là trời ơi, người đang làm mà trời đang nhìn đó nha. Mấy người mà như giống như hai vợ chồng tôi là cái chừng khẩu nghiệp á, là cái chừng là nói xấu của chị Le Le là cái chừng khẩu nghiệp đó nha. Tôi là tôi hiền, chị Le hiền lắm. Trời ơi, chị Le mà có làm từ thiện á, chị Le không có làm cá nhân nữa, mà chị Le sẽ vô chùa kiếm trụ trì nào đó, là coi như là trụ trì nào đó làm đại diện cái hộ gia đình nào đó nghèo, và tôi sẽ giao cho trụ trì chứ không có làm cá nhân nữa, hoặc là cho mặt trận tổ quốc để mà có thể làm tình thương, chứ tôi không có làm cá nhân nữa đó. Cá nhân nữa là tôi nói chung là vạ lây vạ miệng đó nha, khổ lắm đó. Chị Le tự nhiên hồi sáng này á, hèn chi tôi nói tối nay bảo trà mi vô phải bảo bà nội, trà mi là nó đạo lý. Còn chị Le nói, chị Le nói trời ơi, bảo trà mi là cái bảo gì vậy, em không có biết bảo trà mi ở đâu mà đặt tên, sao tự nhiên cái bảo trà mi vô về mình vậy ta. Ôi em không có biết cái gì về bảo trà mi hết trơn á, mọi người có biết bảo trà mi là sao không, nói cho em nghe. Trời ơi ông nội, tôi nói thật, em nói thật em, với em đang con. Coi được nửa like cái em bắt đi công chuyện nên em không coi được nữa. Em nói thiệt với quý bà con cô bác, mà tính ra chị Le Le chị cũng có ít lắm nha. Biết sao không, quý bà con cô bác nào mà kiểu bệnh mà kiểu mà mắc ói mà ói không được á, chúng ta câu những cái clip nói, đó. Đừng nói cái ói ói nữa. Hả? Có sao đâu, thì mặc dù em nói quý bà con nào kiểu như no hơi á, mà ăn không tiêu á, mình câu những clip đó ói liền luôn là khỏe ra liền à. Cái thái độ và cái cách cư xử của Le Le nó vẫn như ngày nào, nó không hề thay đổi. Đang khi mà sống được chút xíu thôi nha. Và quý bà con cô bác mình để ý, em nói thật nha, con Le Le nó bất chấp hết tất cả, miệng nó đem về cái đúng cho nó. Đúng tiếng rồi. Thơm á, nó đem về cho nó, tiếng thúi nó đè cho lính nó. Đúng rồi. Nó nói á, là bây giờ kiểu như là nó không có sai người này người kia. Nhưng quý bà con cô bác mình có tin không, nếu mà con Le Le nó không sai, nó không sai con lợn tai xanh nói, đúng, thì sao làm sao con lợn tai xanh dám nói? Đúng. Là thứ nhất. Thứ đúng. Hai, nếu chính miệng con lợn tai xanh nó nói, thì quý bà con cô bác nào có coi cái video của lợn tai xanh, chúng ta mới biết á, là con lợn tai xanh nó yêu cầu, nó đòi cái hàm răng trị giá gần 800 triệu. Thì đúng. Em nói, khoan từ từ, bà để tôi nói tiếp, tôi mắc nói lắm. Ở đó đi. Quý bà con mình có tin những cái lời nói của nó đó là bằng chứng để cho nó ghép vô cái tội gì quý bà con biết không? Tội gì? Tội tống tiền làm tiền người ta. À, đúng chưa? Cái răng mà nó là như bao nhiêu tiền? Trời đất ơi, cái răng đó là chính miệng con Le Le hồi sáng tôi có coi cái clip, nó nói là một cái răng mà kêu bằng răng sứ, răng gì đó, răng ngọc trai gì đó, thì nó trị giá khoảng 16 triệu. 16 triệu nhưng mà chị Hồng Loan làm 25 cái tôi nhân lên là 400 triệu. Mà con Le Le nó dám, con lợn tai xanh nó dám nói là bây giờ chị Long phải trả cho nó là 800 triệu. Thì cái đó em hỏi quý bà con cô bác mình, giống như cái chuyện mà đi tống tiền người ta hay không? Nhưng mà có em có đọc báo tư là găng là găng là găng tạm thôi nha. Ừ. Mà chưa gọi là đó. Cố định nữa nha. Cố định nữa sẽ mắc hơn nữa nha. Chứ sao? À, nói chung mà răng thì em không có biết, tại răng em chưa có bị hư. Mà em nói thật quý bà con mình đó, nó vô tình, nó nói những cái câu đó, nó làm cho con heo tai xanh. Mà giờ tôi không biết con heo tai xanh này đúng ăn cám thiệt, tại vì nó chưa có nhìn ra được cái sự thật. Em nói thật, trên cái bàn cờ tướng cái con chốt á, là con lợn tai xanh nó thấy y không, như vậy. Phủi 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 rác
phẹt phẹt, ơi tôi không có biết cái nhà rác đó. Phẹt phẹt tự nhiên rác ba vô nhà tôi phủi cái phẹt đó. Ra trời, trời ơi tôi nói là tôi không có biết mà cái mấy cái bạn YouTube đó muốn làm gì nói muốn nói gì đó tôi đâu phải là tôi bịt miệng được không. Tất cả những cái bạn trời YouTube ơi. Đó là cái miệng của bạn đó nói ra chứ không lẽ cho tôi bịt cái miệng của bạn đó được đúng không. Với cái tính tình của Le Le đó thì em nói thật với quý bà con, chúng ta khỏi cần phải quá nói quá nhiều. Đúng. Nó đanh đá, nó che chua, nó hơn thua người này người kia bày đặt lên nói trời ơi Le Le không có đời nào sân si ai. Đúng rồi, không có sân si. Le Le quất một cái, một là Facebook của chị Long fanpage, chị Long bay luôn. Le Le bỏ tiền ra, Le Le kêu bằng say mấy cái lính lát, Le Le hút chị Ni bên Malay luôn à. Tại vì bây giờ người ta chưa có thời gian và ở không để mà người ta thưa kiện những không cái vụ đó đâu nghe. Chưa không, người ta đang tìm. Đang tìm cái chứng nào cứ mà, đó. Chứng cứ nào mà xác thật, đưa ra cái nào là chính xác cái đó, trời đưa ra ơi. Chính xác cái đó. Em coi cái đoạn like của bà mà tội thì em thích thôi, em nói thiệt á. Chính xác. Ừ, thì em tức muốn xỉu luôn ạ. Em nói thật với quý bà con Le Le đó bây giờ á. Bây giờ ví dụ như bây giờ chị nói là chị không có sai đúng không? Ủa gì mắc gì, chị biết là nhà người ta ở quận 4 đúng không? Thì chị tìm hiểu lính của chị đâu nhiều á. Bây giờ qua đối mặt với chị tay xanh đó này, đăng lên cho mọi người biết là mày tại sao mày lại nói là đầu găng của Hồng Loan như vậy, mày tạo cái drama này rồi dính cho cái hạn cái sưởng răng của tao rồi đúng sao vậy? Đúng không? Trời vậy ơi sao không hỏi mày nói xương xương hả, nói là tôi không có biết, tôi không có biết, miệng là miệng của họ, họ muốn nói gì họ nói. Hiểu ý của em rồi, có nghĩa là em nói như vậy nè cho vợ cho bà con cô bác dễ hiểu. Đúng. Nếu mà nếu... với cái tính tình của Le Le, Le Le mà không quen lặn tay xanh á, nếu mà thật sự Le Le không quen lặn tay xanh nha quý bà con. Đúng. Thì quý bà con mình có biết chuyện gì xảy ra không? Không. Le Le sẽ lên livestream. Đúng. Le Le chửi thẳng mặt luôn cái con lặn tay xanh. Ủa? Mày làm gì tao, mày không quen biết nhau, mày giờ mày mắc cái gì mày lên mày đòi tiền răng giùm tao? Còn bây giờ mày thấy chưa? Ảnh hưởng tới phòng răng của tao chưa? Đúng. Đúng không? Mà chính không, xác á. Mà biết tên người ta là tên lên tên gì luôn đúng không? Trời ơi là bà đó đó, cái bà đó. Mắc bà đó. Ủa mà mắc gì không dám nói là ồ cái tên dính thở của người ta và lên nói thẳng luôn đích danh cái bà tên đó là như vậy là mày không có nói vậy. Nói vậy ảnh hưởng tới phòng răng của tao, ảnh hưởng đó, tới uy tín ảnh và xong ảnh. Ảnh hưởng tới uy tín của tao và ảnh hưởng tới cái chuyện vợ chồng hai bàn thờ của tao. Rồi con bé Hồng Loan nó tội nghiệp nó như vậy đúng đó. Vậy. Ủa tại sao không lên giải thích? Chỉ sao nó cái miệng của anh thì anh nói, cái miệng của tôi nói tôi đâu có cấm được đúng không? Đúng đúng vậy. Nó giấu đậu lòi đuôi quý bà con. Trời biết ơi. Nhà tao ở quận 4 luôn. Ừ. Trời đất ơi, em nói quý bà con nghe mắc công mắc cười lắm. Mưa bão gì nè, trời ơi, thấy tội nghiệp khách hàng ta chạy tới chạy luôn người ta leo ông nội nhìn tới nhìn luôn không có ông bóng người nữa. Nói là tôi hai vợ chồng em á là muốn sập mặt luôn á. Trời ơi phải, em chạy ở đây em ở đây xong em mới chạy qua bên kia rồi cái anh chồng hai bàn thờ của em á phải ở nhà làm động tác mặt thôi, học bài tại cái bài này mới quá nên phải học bài làm bài. Trời ơi thiệt á, đầu tắt mặt thôi, em không có ở không mà em sân si hết thì em kiếm tiền chứ em không kiếm chuyện, em lo cho bản thân của em chứ em không kiếm chuyện với ai đâu, em hiền lắm. Thấy chưa thấy tác hại của uống sữa GB chưa? ảo tưởng uống giết bị lú. Trời ơi trời. Nếu không hợp tin thì bà con cứ lên cái trang cá nhân mà coi livestream nó chia sẻ rần rần. Em nói thiệt với quý bà con cô bác mình, nếu mà cái phòng khám của con Le Le đó nó đắt thiệt á, không có mắc gì mà ngồi livestream hoài đâu. Trời đất ơi, nó livestream một cái mà ông nội ta nói 2-3 tiếng hồ không? Đúng rồi. Em nói quý con đúng không? Đúng. Có ai mà cái gì mà bán đắt mà ở không mà ngồi 2-3 tiếng để like không? Ủa mà răng ở đâu ra? Mà ví dụ bây giờ em nói thiệt chứ đi chợ mua đồ ăn hàng ngày thì hôm nay còn đắt thôi. Đi răng mà làm gì mà một ngày đây khám răng thì cũng định kỳ là 3 tháng. Đúng vậy. 6 tháng hoặc là bao nhiêu đó. Không lẽ ngày nào cũng có người làm hả? Nó nghĩ như trên Sài Gòn này chỉ có một duy nhất một phòng răng của nó là xịn mà nhất có người phần nó là hỏi làm răng không có đau đâu, làm răng em mới làm răng ở phòng răng của chị Le Le không có đau. Ở đâu mà không đau? Nghĩ sao mà không đau? Bà con có làm răng là bà con biết rồi. Trời ơi sao nghĩ sao mà không đau? Có một cái gì mà bị e dữ vậy? Có một cái bài viết rất là hay như vậy nè quý bà con, của một vị khán giả. Người ta đã từng làm răng ở cái chỗ mà cái bằng u mí u miết gì của Le Le đó. Người ta đã lên người ta nói như thế này nè: tôi có một bà chị làm răng tại cái phòng khám này, thời gian đầu thấy cũng ổn định nhưng dần dần á nó bị ê buốt và nó muốn y chang mà nó lung lên nó sứt ra, nói chung á không hề chất lượng. Thiệt em nói quý bà con cô bác mình nghe như thế này nè, ở Sài Gòn mình biết bao nhiêu là cái phòng khám chất lượng mà tại mắc cái gì mình phải vô cái phòng răng đó. Đúng tại rồi. Vì lý do đó quý bà con mình, bởi vì mình hay sai lầm chỗ này nè, mình thấy cái gì mà và cái người mà
đại diện mà cho nó đại diện cái thương hiệu á, y chang như con Lê Lan. Quý bà con mình có tin là nó làm găng chỗ khác, nó trồng găng chỗ khác xong rồi nó về nó nói là nó làm ngay chỗ tại cái u mi u miết gì của nó, thì bắt đầu mình thấy như vậy mình cũng tin. Đúng mình rồi. Nhào vô mình làm quốc cục chết quốc cái kiểu như treo treo gì treo đầu dê bán thịt cày đó. À đúng, đúng rồi quý bà con. À còn có người nói hoa hậu hôm nay đẹp quá. Ừ. Chị đừng kêu em hoa hậu, chị kêu em là chị le le được rồi. Ừ. Trời ơi. Ừ bây giờ mình nói mày trả cái gì chứ mẹ trả chưa. Trời ơi, đi trả đi bà nội. Ui, bày đặt tàu lao. Xin lỗi quý bà con nam, cái giọng em nó hơi bị tàu, nó hơi dịch đực chút xíu. Khang tiếng bệnh quý bà con. Cảm bệnh. Đó. Ừ, rồi em nói thật với quý bà con, chuyến này á, em nói thật nha. Lạng hoạn á, lạng hoạn nha. Là cái phòng găng của nó là xảy ra vấn đề đó. Nếu mà thật sự bây giờ á, mà má Tư Quốc Thanh cũng đã lên bài viết á. Đúng là rồi. Đòi kêu bằng đi thẩm định cái hàm răng. Là coi hàm răng này trị giá thật là bao nhiêu. Đúng. Mà bây giờ ví dụ như cái hàm răng á, con le le, con lợn tai xanh, nó đòi 800 đúng không? Đúng. 800 chai. Thì bây giờ má Tư mà kêu bằng đi thẩm định hàm răng mà chừng 100-200 triệu á, lạng hoạn là con le le nó no nó nữa. Đúng rồi, anh nói răng, tại biết sao mà chị Hồng Loan phải đo ni không? Đo ni để mà đặt cái răng đó là răng sứ hay là sứ cao cấp hay sứ thường, sứ gì đó, giống như là anh mua một cái là combo từ lên. Ừ, có nói gì mà răng ngọc trai nữa là sao? Quý bà con nào biết thì làm ơn bình luận cho vợ chồng em biết, chứ em không biết. Răng thì cũng có nhiều loại lắm nha, là loại cao cấp, loại... Ủa vậy sao tao không làm răng bằng cây dừa bà? Đúng, tất quốc. Hỏi cậu chất quá ha. Mà răng của chị Loan là lúc có làm mà chỉ là răng tạm thôi. Răng tạm có nghĩa là răng để tháo ra và lắp vô được hay sao? Hiểu cái kiểu như vậy. Còn răng mà cái kiểu mà răng mà đóng im le im đít vậy là răng thiệt luôn, hiểu không? Nó sẽ mắc hơn nữa. Nói chung là về răng thì em không ngại, giống răng tạm giống như của mẹ mình á. À răng tạm mi răng mà có hàm răng tháo răng vô giống răng như mà vô, răng không? Là răng sứ mà răng sứ hơi kiểu như là hơi chất lượng một chút. À. Mà trị giá bao nhiêu thì em không có biết cái đó. Cái đó vấn đề như vậy đó. Có nghĩa là bây giờ nếu mà lạng hoạn đó là người ta sẽ, mà em nói thật nha. Cái này là có chứ không phải không, tại vì ngày hôm qua cũng đã có một cái bài viết á, là nói về như là bên gì ta, bên cái gì mà nha khoa y tế Sài Gòn gì ta vào cuộc ta kiểm tra tất cả các cái phòng răng ở đúng Sài rồi. Gòn đó, thì lãng hoạn chiến này con le le nó dính nữa cho quý bà con coi. Đúng rồi. Thật giống như á, mà vàng mà vàng thiệt vàng giả với anh mà phải phân biệt được, thì anh mua ở chỗ nào thì nó có cái giấy đàng hoàng của người ta, rồi giống như vàng giả thì ai đeo không được, đúng không? Bởi em nói thật quý bà con, tính ra đây em không có đeo nè, nó tính thì nó đâu bằng trời tính đâu. Đúng rồi. Nó tưởng đâu là nó làm trót lọt hết rút cục ha, chuốc họa vào thân, gậy ông đạp lưng ông, đúng như vậy cũng đáng ha quý bà con ha. Mà em cấp nhớ là đầm răng là như tự bả lại bảo kêu chị Hồng Loan. Ừ. Là ôi mày đi. Tại đi, nó lâu người ta cứ đều lúc nó quỳ lại chị Loan luôn. Từ ở phòng ở nhà đến thầm răng làm chi tiết bao nhiêu. Đó. Còn tin mới tin mạng nhất luôn đó. Thì đó. Còn giờ đòi khéo thôi. Bà có tin là nó, cái lúc mà chị Loan đi làm răng á. Ừ. Nó lấy xe đi, nó lai từ ở nhà của nó lai tìm á, nghe nhà con. Chị Loan. Ừ, bảy. Nhà của bả. À, của bả. Xong rồi quay tới nó nhà lai, chị Loan. Nó lai qua cho chị Loan. Rồi bắt đầu chị Loan nó lai qua tới cái phòng răng của nó. Đúng. Rồi bắt đầu nó ngồi nó quay nó nói gần cả ngày luôn. Có nghĩa là đang bia đó. Chị Loan biết sợ đau nhưng mà tại cái răng chị Loan có vấn đề gì á. Thì nói chung là bả làm đau phải nhịn đau mà từ chối thì không được, đúng không? Tại vì chị Long chỉ sống tình nghĩa nữa. Đúng rồi, đúng không từ thể nào từ chối. Bởi vậy chị này chị giúp đỡ rồi, không từ chối được. Ừ. Bây giờ tự nhiên cái mắc cái vụ gì, tự nhiên đội cái hàm răng tháo ra. Bỏ tay. Cái... Chơi như kiểu le le, em nói thật chứ quý bà con bạn bè kiểu đó là em nói thật. Tới già không bao giờ dám chơi. Thì bạn bè vậy tính xa. Còn có nhiều người gì? Như con lợn tay xanh nó hay nói gì drama này giống như cái nồi cám lợn á, xin lỗi á. Mày nói đúng rồi đó. Tại vì mày ăn heo mày nói cám lợn đúng. Còn riêng bản thân cá nhân của tụi em á, những anh em mà đứng về bên phía chị Loan, tụi em cảm nhận được cái drama này, chúng ta học được rất là nhiều điều. Đúng rồi. Và chúng ta rút kinh nghiệm cho cái cuộc sống bản thân mình ở ngoài đời. Bạn bè tốt như thế nào, gọi dù tình cảm anh em ra làm sao, chúng ta biết rất là nhiều quý bà con. Thật sự. Là gia đình, cuộc sống đúng gia đình vậy. Nữa. Nói chung mà nó phức tạp. Bởi vậy cái này là thực tế luôn, chứ không qua ngoài đời nữa. Hở hở cái bên phía lợn tay xanh đầu bún bò ấy, nói gì đời cái me này giống nồi cắm heo thì phải, là mày ăn lợn thì mày heo quá. Nhưng mà nồi cắm heo rồi bà vô bà hửi gì bà thì ăn, đó. Bà ăn chi vậy? Thì tôi nói bà nói là lợn thì nó phải vô nó câu nó heo. Nói chuyện mà giống như đúng rồi. Ủa là bản thân mình cũng đang táp cái nồi cắm heo đó. Ừ, nó nói chuyện mà nó làm như mắc cười lắm.
ở đây anh em YouTube á, mà tham gia ủng hộ chị Loan á, người ta học ra rất là nhiều điều hay, lẽ phải rút kinh nghiệm, thấy chỗ nào sai thì mình tránh né, và thấy cái chỗ nào đúng mình học hỏi theo. Chúng em tham, hai chồng em tham gia drama thì cũng một phần thì kiếm tiền, đúng vậy, manh áo thôi, đúng nhưng vậy. Mà em ở đứng ở cái phần phần của chị Loan, không phải là mình cái gì, nhưng chính mà xác. Mình cũng chính nghĩa mình nói lên, nghĩa ngờ là đi đúng thôi, đúng vậy. Ai mà tham gia cái drama mày cũng không gì thì, tiền đúng không cả nhà. Sẵn đây em có hai đứa con nhỏ rồi nuôi cháu, ôi nói chung là không có kể ra nha bà con, em không có sẵn, ý gì sẵn đây á, quý bà con cô bác ơi, cho phép hai vợ chồng em cảm ơn một cái anh đó chính là có cái nickname á là A Còng Huy Tấn Chu 99. Anh ấy cũng có đã donate cho hai vợ chồng như là tặng quà đó, tặng quà cho hai vợ đứa nhỏ tụi em một số tiền cũng khá, cũng 25 đô, nó nói đại đi, mình có gì nói đó. Thì hai vợ chồng em, hai vợ chồng em trên đây thì đã cảm ơn anh ở trên tin nhắn rồi, nhưng mà em cũng muốn là nói một lời, hai vợ chồng em cũng không biết nói gì hơn. Anh ơi, cảm ơn anh thiệt là nhiều, và cũng cảm ơn tất cả quý bà con cô bác đã luôn luôn câu và ủng hộ. Không biết nói gì, chúc anh sức khỏe và cảm ơn anh thiệt là nhiều. Chúng cả bà con đã yêu thích hai chồng em cũng nhiều sức khỏe. Rồi thì đó là toàn bộ những gì hai vợ chồng em muốn chia sẻ với quý bà con mình. Thì quý bà con mình nghĩ như thế nào, hãy để lại ý kiến và cái suy nghĩ của quý bà con dưới phần bình luận video cho tất cả mọi người đang xem được biết. Cảm ơn và chân thành biết ơn quý bà con đã dành thời gian ra mà coi cái video này tới đây cùng với vợ chồng em. Xin chào, hẹn gặp lại.